Ta là bối bối, cảnh sát liên hành tinh. Công việc của ta là truy đuổi những tên tội phạm ngoài hành tinh gây hại cho nhân loại trên địa cầu. Cho dù bọn chúng có ngụy trang ra sao đi nữa, bất kể khi nào, bất kể là ở đâu. Đồ giảm giá thì đúng là không thể tin tưởng được thật mà. Bỏ đi, đi theo được tới đây là tốt lắm rồi. Coi bộ của nhóc này đang bị nhốt trong cái hang sơn độc này rồi. Nè, chúng ta đã giao hàng trước rồi mà. Lỡ như chân cậu ta bị thương, mình sẽ không cảm giúp đâu đó. Những việc làm miễn phí không nên làm quá nhiều. Ở đây có nhiều lối rẽ lắm, chúng ta phân ra mà tìm đi ha. Tên nhóc này, không phải toàn bộ nốt của bạn kia là kẻ phiền phức lắm hay sao? Bây giờ lại lo lắng đi tìm như vậy chứ.
Có đâu. Tiểu Y đâu? Có đâu. Lạc nhau nữa sao? Có đâu. Tội phạm truy nã. Nếu như tiểu bối lo lắng đi tìm cô bạn kia như vậy, vậy đấy cậu ta cứ đi thể hiện thôi. Mình giả bộ đi tìm cho có rồi đi ra ngoài thôi ha. Không ngờ kẻ lộn người như ngươi mà lại biết dùng dương cảnh lượng để mà bảo vệ. Đáng ghét. Mau ra ngoài cho ta. Tiểu bối đúng là thằng tài của mình rồi. Ở nơi này cũng đụng độ được tội phạm truy nã nữa. Ở sân tiền thưởng hả? Con mắt của ngươi đúng là không tệ. Thì ra cũng biết được ta là ai mà. Chị mau biết đường ngoan ngoãn chui vào túi tiền của ta đi thôi. Ta cho từng cần tới con mắt. Đáng ghét. Kính này của ta mắc lắm đó. Người có thích bóng tối không đây? Đáng ghét. Tên tội phạm này biết cách dùng sóng âm để định vị. Mình bị lỗ nặng rồi. Vậy còn hôm nay ai mới là kẻ cuối cùng? Máu của thợ sáng tiền thưởng ta chưa được ném qua, liệu có phải chỉ toàn mùi hôi tiền không? Máu của ta sẽ không hợp khẩu vị của ngươi đâu. Ở trong bóng tối ngươi không phải là đối thủ của ta. Lên người chơi mã số truy nã 8649. Cảnh sát liên hành bên hả, có bộ hôm nay ta gặp may mắn rồi. Cẩn thận sáu suy âm của nàng đó. Con cru cru cru. Bao nhiêu người bắt nạt một mình ta, thật là không công bằng. Phân thân bóng tối. Hôm nay các ngươi đừng mong kẻ nào thoát được khỏi sơn động này. Tiểu bối, mắt kính của mình bị hư rồi, mình không nhìn thấy gì hết. Mọi người đừng để mình bị bắn trúng đó, mình không có tiền trả viện phí đâu. Cứ quá, cậu đừng làm loạn chứ. Tiểu bối, cậu cũng có thể làm con quái vật này không nhìn thấy các cậu mà. Làm hắn không nhìn thấy sao? Mình đã làm nhiễu sóng siêu âm của tên người chơi đó. Có chuyện như vậy, hắn đã không thể định vị được chính xác nữa rồi. Cứu mình với!
vậy thì cũng phải có người đi chung mới được. Ah!